Xin chào các bạn, đây là Hòn Đảo đã từng tìm thấy những mảnh vỡ máy bay nghi thuộc về MH370 bị mất tích bí ẩn. Hòn đảo này là nơi sinh ra của một nhân vật người Pháp nổi tiếng, tên ông được đặt cho giải quần vợt Roland Garros. Chưa hết, ở trên hòn đảo này, hai vị vua yêu nước người Việt Nam đã bị lưu đày. Đó là những ông vua nổi tiếng trong sử sách. Tên của hai ông được đặt cho hai con đường tấp nập tại Cầu Giấy, Hà Nội, cũng như nhiều tên đường, trường học khác trên cả nước. Chào mừng đến với đảo Réunion. Đảo Réunion là một phần lãnh thổ của Pháp. Đảo này nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của châu Phi, giữa các đảo Madagascar và Maurice. Tên tiếng Pháp tạm dịch là gặp gỡ. Đây là một trong những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, nhưng có một sự thật là những chuyến bay từ Paris tới đây mất tới 11 giờ bay qua khoảng cách là hơn 9.300 km. Và đây là một hòn đảo nhỏ bé, với tổng diện tích đất của Réunion là 2.512 km2. Đảo này dài 63 km, rộng 45 km. Đảo Réunion có diện tích tương đương với đảo Hawaii và cả hai đều nằm trên những điểm nóng của vỏ trái đất. Đảo này có diện tích tương ứng với diện tích của Bình Dương và dân số tương ứng với dân số của Ninh Bình, khoảng 900.000 người. Với vị trí của mình, hòn đảo đôi khi còn được gọi là hòn đảo bị biến mất giữa Ấn Độ Dương. Réunion là một lãnh thổ hải ngoại của Pháp nên đồng tiền chính thức là đồng euro. Thế nên khách du lịch đến đây thì không gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người tới từ EU, những người tới từ châu Âu. Đây là một hòn đảo yên bình. Những người yêu động vật sẽ cảm thấy Réunion là một vùng đất mà họ cảm thấy rất là thoải mái. Ở đây có vẹt, có rùa biển, có cá heo, thậm chí là có cả cá voi lưng gù, nhưng mà có khá nhiều cá mập. Trong khi đảo Réunion là thiên đường của những loài động vật trên và thiên đường của cây cỏ, thì nhiều loài động vật lại không có mặt ở đây. Trên đảo này những năm gần đây thì không có rắn, không có bọ cạp, không có khỉ và cũng không có nhện. Thu nhập bình quân của cư dân trên đảo là 24.000 đô la Mỹ một người một năm. Đôi khi chúng ta nhìn phải bề ngoài và bị đánh lừa rằng một hòn đảo gần với châu Phi thì sẽ có cuộc sống khó khăn giống như nhiều nước châu Phi. Nếu mà tính đảo Réunion thuộc châu Phi thì đây sẽ là quốc gia có thu nhập bình quân gần vào loại cao nhất của châu lục. Con số 24.000 đô la Mỹ một người một năm thì tương đương với những nước như là Oman, Bồ Đào Nha và kém một chút so với Ả Rập Xê Út và gấp 6 lần Việt Nam chúng ta. Dân số của đảo như đã nói là khoảng 900.000 người. Đảo Réunion có thành phần cư dân gồm những người gốc Ấn, những người gốc Phi, người gốc Hoa và người Pháp với các tỷ lệ khác nhau. Trong đó thì những người gốc Ấn chiếm khoảng 21% dân số. Ngoài ra cũng có một phần nhỏ con cháu người Việt đang sinh sống ở trên đảo. Văn hóa và ẩm thực là những sự pha trộn của châu Phi, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Về mặt ngôn ngữ thì ngôn ngữ chính thức ở trên đảo này là tiếng Pháp, nhưng có một phương ngữ được phổ biến, đó là một sự kết hợp giữa tiếng Pháp với các ngôn ngữ của các quốc gia có người dân sinh sống ở trên đảo. Sự pha trộn của tiếng Pháp với những ngôn ngữ từ châu Phi cũng như những ngôn ngữ tới từ Nam Á. Ở đây thì người ta trồng nhiều mía, các loại trái cây và rau. Đương nhiên với một hòn đảo thì đánh bắt cá cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Thế nên hòn đảo này được gọi là hòn đảo có nền nông nghiệp thơm ngon, rất nhiều sản phẩm thơm ngon. Và trong số tất cả những sản phẩm thơm ngon ngon ngọt ở trên đảo này thì mía là sản phẩm chủ lực. Ngành công nghiệp mía đường là một trong những mảng lớn nhất mang về nguồn thu cho hòn đảo. Có khoảng 20.000 người trên đảo làm việc trong ngành công nghiệp mía đường. Thủ phủ của đảo Réunion là thành phố Saint-Denis, một thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Pháp kể từ khi hòn đảo này bị xâm chiếm vào đầu thế kỷ 17. Ngoại trừ một thời gian ngắn 5 năm vào đầu thế kỷ 19 khi mà thủ phủ bị người Anh chiếm đóng. Trong thời gian này thì người Anh đã cố gắng giành quyền kiểm soát hòn đảo, nhưng cuối cùng đã thất bại và người Pháp vẫn là những người sở hữu hòn đảo sau cùng. Đối ngược với thủ phủ Saint-Denis là những ngôi làng hẻo lánh. Những ngôi làng nằm ở rất xa, nằm ở trên núi cao, xa đến mức ngay cả một tiệm bánh, một cửa hàng tạp hóa nếu mà muốn cung cấp sản phẩm cho những ngôi làng này đôi khi còn phải cung cấp bằng máy bay trực thăng. Ngoài ra còn có một cách khác đơn giản hơn nhưng mà vất vả hơn và mất nhiều thời gian hơn, đó là đi bộ. Tại sao lại có những ngôi làng hẻo lánh như vậy? Bởi vì những người định cư đầu tiên trong những ngôi làng này, họ là những nô lệ bỏ trốn và họ đã chọn những nơi xa xôi như vậy làm địa điểm để ẩn náu. Sự thật thú vị là trên đảo Réunion có một ngọn núi lửa đang hoạt động. Trong vòng 400 năm qua thì ngọn núi lửa này đã phun trào hơn 100 lần. Một ngày nào đó bạn thức dậy ở trên đảo và nhìn thấy khói thậm chí là dung nhan qua cửa sổ nhà mình thì đó không phải là một điều xa lạ nữa. Đây là một ngọn núi lửa hình khiên ở cực đông của hòn đảo. Nó cao trên mực nước biển 2.631 mét
và thỉnh thoảng được ví với những ngọn núi lửa chị em cùng các núi lửa trên đảo Hawaii bởi những nét tương đồng về khí hậu cũng như bản chất kiến tạo. Thế nhưng người dân trên đảo không sợ núi lửa phun trào, nghe có vẻ giật mình phải không nào? Bởi vì thực tế khi mà núi lửa phun trào thì dung nham của nó không chảy vào những khu dân cư mà chảy thẳng vào đại dương. Đảo Réunion nhỏ bé nhưng lại là nơi sinh ra của một nhân vật rất nổi tiếng tới từ nước Pháp. Và tên của nhân vật này được đặt cho sân bay chính của đảo, sân bay Roland Garros. Và nhân vật này thì cũng có mối liên hệ với Việt Nam. Từ sân bay Roland Garros thì Réunion có thể thực hiện những chuyến bay kết nối với châu Âu và kết nối với cả châu Phi. Sân bay này được đặt theo tên của ông Roland Garros, người sinh ra tại Saint-Denis, thủ phủ của đảo Réunion. Sinh ra tại đảo Réunion nhưng mà ông gắn bó cuộc đời của mình với nước Pháp. Ở Paris có một trung tâm quần vợt, nơi mà ông Roland Garros đã thi đấu một cách đều đặn khi ông học ở Paris, đã được đặt theo tên của ông từ thập niên 1920, Stade de Roland Garros. Sân này thì phục vụ cho giải Pháp mở rộng và vẫn được gọi là giải Roland Garros. Và ông Roland Garros này từng sinh sống tại Việt Nam lúc nhỏ. Khi đó thì cha ông ta làm việc tại Việt Nam, lúc đó là thuộc địa của Pháp. Gia đình ông bà Roland Garros đến Sài Gòn lập nghiệp vào cuối thế kỷ 19. Khi đó thì ông mới chỉ có 4 tuổi, cụ thể là năm 1892. Lúc còn nhỏ ở Sài Gòn thì ông Roland Garros đã theo cha của mình đi giao thiệp nhiều. Ông có thể học và nói được tiếng Việt. Rồi năm 1900 thì ông bà Roland Garros đã gửi cậu con trai sang Pháp học. Ở Pháp, Roland Garros là một tay đua xe đạp đã đạt giải vô địch ở Paris vào năm 1906. Học xong trung học thì ham mê lái máy bay. Lúc đó thì ngành hàng không cũng bắt đầu phát triển. Ông tham dự những cuộc đua máy bay qua eo biển Manx và bay qua Tây Ban Nha. Sau đó thì ông qua Mỹ để tìm hiểu về hàng không Mỹ. Ông Roland Garros chính là người đầu tiên bay qua Địa Trung Hải vào năm 1913. Khi mà Thế chiến thứ nhất bùng nổ, phi cơ trở thành công cụ chiến tranh và mang bom do chính tay phi công thả xuống trận địa, thì ông Roland Garros đã gia nhập quân đội. Ông này đã tham gia nhiều trận không chiến và bắn hạ ít nhất là 4 phi cơ của quân đội Đức. Sau đó, trong một vụ bỏ bom ở Bỉ vào năm 1915, phi cơ của ông Roland Garros bị bắn rơi, ông bị bắt làm tù binh và đưa về Đức cầm tù. Đến năm 1918 thì ông đã trốn khỏi ngục tù, chạy thoát đến Hà Lan. Ông di chuyển bằng tàu đến nhiều nơi trên thế giới. Điều đó thì khiến ông càng nổi tiếng ở nước Pháp. Ở đảo Réunion, nơi mà ông Roland Garros được sinh ra, sân bay chính được gọi là sân bay Roland Garros và con đường nơi ông được sinh ra trở thành đường Roland Garros. Và ở Việt Nam trước đây cũng có đường Roland Garros. Đó là một con đường nhỏ nằm sau lưng chợ Bến Thành, bây giờ là đường Thủ Khoa Huân. Nhưng trước đây chính là đường Roland Garros thời Pháp thuộc. Đó là câu chuyện của người Pháp. Còn với người Việt Nam chúng ta tự hào vì có những vị vua yêu nước đã đứng lên để chống Pháp. Không chỉ ách bảo hộ của thực dân, vua Thành Thái đã phải giả điên để chuẩn bị nổi dậy chống Pháp rồi bị phát hiện. Tiếp đó đến vua Duy Tân là con trai của vua Thành Thái cũng bị bắt vì đã có những phong trào yêu nước. Đầu tháng 11 năm 1916 thì hai vị vua yêu nước đã bị buộc phải lên tàu lưu đày biệt xứ tại đảo Réunion tại châu Phi, chính là hòn đảo mà chúng ta đang nhắc đến. Khi mà sang đến đảo thì người Pháp bố trí gia đình của vua Thành Thái và vua Duy Tân mỗi gia đình một biệt thự cùng các khoản phí sinh hoạt khác, nhưng với hai điều kiện. Đó là không được tự tiện ra sân bay, bến cảng. Và điều kiện thứ hai, đó là tất cả các vận dụng trong nhà nếu mà hư hỏng phải báo cáo với chính quyền mới để mà thay. Thượng Hoàng Thành Thái, cha của vua Duy Tân, không chấp nhận điều kiện trên nên chỉ ở trong 2 năm. Sau đó thì ông đưa gia đình đến sinh sống tại một ngôi nhà gỗ ở bên ngoài. Vua Thành Thái còn đề ra một số nguyên tắc buộc gia đình phải tuân theo. Ví dụ như dịp lễ, Tết phải mặc quốc phục, phải hành xử và noi theo một số phong tục của người Việt Nam và phải giữ gìn tiếng nói của dân tộc, phải nói tiếng Việt. Các hoàng tử cũng cho biết là khoản trợ cấp lưu đày của vua rất là ít ỏi, nhưng vua Thành Thái thì không bao giờ yêu cầu tăng thêm trợ cấp. Gia đình của vua vì thế sống rất chật vật, thậm chí vua từng lâm vào cảnh bị đòi tiền nhà, bị chủ đến đòi nợ. Để nuôi sống gia đình có đến hơn 20 người, vua Thành Thái đã phải đứng ra mở một tiệm may yên ngựa. Cũng trên đảo Réunion, cuộc sống của con trai vua Thành Thái là vua Duy Tân cũng vất vả chẳng kém gì vua cha. Vua Duy Tân rất là chịu khó học hành. Ông theo học tiếng Pháp, học tiếng Anh, học nghề và mở cửa hiệu thiết kế vô tuyến điện để mưu sinh. Nhờ đó thì ông cũng nắm bắt được rất nhiều tin tức từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1942, vua Duy Tân tham gia phái kháng chiến Pháp chống phát xít Đức và phái này do Charles de Gaulle đứng đầu. Bằng năng lực sử dụng vô tuyến của mình thì vua Duy Tân đã tham gia vào quân đội Pháp khi đảo Réunion thay đổi chính quyền.
Giờ đây vẫn còn những dấu tích của vua Thành Thái và vua Duy Tân, hai cha con vị vua yêu nước tại đảo Réunion. Cũng ở châu Phi, một vị hoàng đế yêu nước khác của triều Nguyễn bị đẩy sang đây, đó là vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi bị người Pháp đưa đi đẩy tại Algeria. Những câu chuyện về Algeria và cuộc sống của vua Hàm Nghi tại Algeria các bạn cũng có thể tìm kiếm trên kênh Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về đảo Réunion. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để ủng hộ cho ekip sản xuất video. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.